cùng Herbalife Nutrition, chọn dinh dưỡng lành mạnh, đón năm mới an lành. Chưa biết luôn, chưa biết động gì. Con cọp. Chính xác. Yeah. Ủa hay quá vợ. Con hay quá vợ. Em là người nhà ở chương trình mà, ta cài em vô đây. Chúng ta có quyền đổi tay nha mọi người. Để mà xóa ngôi Lâm Vĩ Dạ. Xóa ngôi Lâm Vĩ Dạ. Lâm, chiến thắng lượt này xin chúc mừng. Cạnh em xin mời. Tôi Ninh Dương Lan Ngọc. Trời ơi. Rồi cố lên gái. Tôi thích Ninh Dương Lan Ngọc bây giờ vậy nè. Lấy cái thau nước mình uống một ngụm, uống một ngụm, uống một ngụm. Dạ, người ta mới. Tới khi nào kể người ta, tới khi nào chịu hết nổi phun ra thì trả lời vậy thôi. Họ sẽ băng màu giá hồng gồng. Đúng. Đổi thay được chỗ đó. Bạn ơi, em nó mới chơi không biết thôi, bỏ câu đó giùm. Không bỏ được anh à. Không bỏ được. Nhà bạn ơi, đâu có ai. Vô. Vừa bằng con bò, nằm co giữa cổng, cả tổng không dám đi, là con gì? Dân gian hay đố hồi xưa. Biết không? Đọc lại đi ông. Vừa bằng con bò, nằm co giữa cổng là cổng rừng, cả tổng không dám đi là con gì? Biết chưa? Biết chưa? Chưa biết luôn, chưa biết cộng gì. Con cọp. Chính xác. Yeah. Ủa hay quá vợ. Con hay quá vợ. Em là người nhà ở chương trình mà, ta cài em vô đây. Chúng ta có quyền đổi tay nha mọi người. Để mà xóa ngôi Lâm Vĩ Dạ. Xóa ngôi Lâm Vĩ Dạ. Lâm, chiến thắng lượt này xin chúc mừng. Cạnh em xin mời. Tôi Ninh Dương Lan Ngọc. Trời ơi. Rồi cố lên gái. Tôi thích Ninh Dương Lan Ngọc bây giờ vậy nè. Lấy cái thau nước mình uống một ngụm, uống một ngụm, uống một ngụm. Dạ, người ta mới. Tới khi nào kể người ta, tới khi nào chịu hết nổi phun ra thì trả lời vậy thôi. Hai ba vô. Sao sao sao. À, khi mới ra đời chú mèo máy Doraemon có màu gì? Ủa cái này là quan trọng là cái sự chịu lạnh nè. Thở thở hít thở đều đặn vào. Nếu mà hai người không biết thì báo với nhau. Em biết. Kìa lấy tay ra rồi kìa. Lấy rồi đấy cậu ơi. Rồi. Rồi trả lời. Vẫn là màu trắng và màu xanh thôi. Không chứ chắc. Màu trắng, màu vàng. Tại đó đọc chuyện trắng đen cho nên không biết. Tại đó đọc chuyện trắng đen cho nên không biết. Biểu hiện của sự lươn lẹo. Không. Được. Em thắc anh hai tay luôn ạ. À. Đồng ý không? Chơi chơi có gì đâu. Vô. Câu này ai cũng biết nên để có ai gồng hơn. Ê. Sân bay quốc tế ở Hải Phòng có tên là gì? Đúng rồi. Ủa cái này biết mà. Anh Luân. Nhưng mà giờ tụi tao. Anh Luân. Biết không? Biết. Biết hả? Tôi biết mà. Để tay xuống anh Luật ơi. Ê để nè. Anh Luật vô ba ngồi. Nào lạnh quá. Biết không? Em không biết. Trời ơi cát bi. Tức ghê luôn. Ủa tức sao chứ? Lạnh quá. Giọng nổi. Câu tiếp theo. Câu này dễ vô cùng luôn nè. Hai tay. Không, một tay thôi. Hai tay. Để tôi chết thầy kìa. Tôi thách tôi một tay. Hồi nãy bạn thách tôi rồi. Giờ okay. Tôi thách bạn một tay. À, do. Con chuồn chuồn có mấy chân? Quá đơn giản. Đừng nó không biết nha. À, biết không? À, nó chuyện nổi. Rồi, trả lời. Bốn. Không chính xác. Sáu. Sáu. Ê, quê, dẫn đi quê. Không biết đâu đúng hết. Cho tiếp câu nó đi. Không, 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 không. Tôi lạnh lắm rồi, tôi chịu hết nổi rồi. Một câu cùng để phân thắng bại đi. Trời ơi. Gồng nha Ngọc. Câu tiếp theo. Vô. Nhà thi đấu chúng ta đang ghi hình nằm ở quận nào? Dạ. Bé dễ nha Ngọc nha. Cái này ai cũng biết rồi. Dễ nha Ngọc. Để coi, để coi. Anh Luật ở đây ở đâu anh không biết anh Luật. Đừng nhìn nó, phân tâm. Hãy nói về cuộc sống, gia đình họ. Nói cái gì đi Ngọc ơi. Chúng ta nghĩ tương lai Ngọc à. Anh đi phải không? Anh đi phải không? Gia đình ok không? Gia đình ok. Anh Luật không biết ở đây quận mấy luôn hả anh Luật? Biết nhưng mà chịu biết, rồi. Biết sao nói được. Mày nói đi. Nói sao được. Hoàng Gớ. Hoàng Gớ. Chưa có rút mà chưa có rút. Bây giờ mới rút nè. Trả lời. Tân Bình. Tân Bình. Yeah. Sáng. Bây giờ chú Thúy Vinh. Chú Kỳ Sơn. Chú Kỳ Sơn. Dạ. Dạ. Vô. Vào tháng nào con người sẽ ngủ ít nhất trong năm? Ê bên kia nhắc. Đây Ngọc vừa nhắc. Đây Ngọc đuôi này là tôi biết rồi. Anh có khùng không? Anh có khùng không? Em là sao anh đưa vậy được? Em đưa cái này. Mấy Ngọc này đưa nè. Quá dễ mà. Cái này có chỉ nữa mọi người. Em có lạnh không bé? Sao em tỉnh bơ vậy? Em đưa cái này em nhắc người ta. Ta hỏi tháng mấy em đưa cái này em nhắc người ta. Tháng 2. Thế bây giờ gồng đi.
để coi đi. Để coi. Đây, dạ. Biết rồi. Sắp thắng rồi, sắp thắng. Cố lên Vinh ơi. Đau quá. Vinh ơi cố lên anh. Bỏ đi, buông bỏ. Không. Sống. Cái gì có không có thôi, buông bỏ. Anh ơi công sức của anh. Cái gì của mình là của mình, không phải là của mình thì của người ta. Rồi, giơ tay lên. Rồi. Thắng hai. Chính xác. Thấy chưa? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Chết. Thắng hai có 28 ngày. Trời 28 với 29 ngày thôi. Trời ơi, tôi tưởng đó là tháng 5 chưa nằm trời sáng, cho nên là ngủ tháng nó ngủ ít. Hồi nãy tôi cố tình tôi nhắc gì, hên con bé này nó không nói tháng 5, nói tháng 5 tôi mang tội rồi. Ồ là hồi nãy còn nhắc em luôn. Trời ơi, vậy là anh Luật nhét cái tay vô. Nghe dài chết quá. Rồi, chọn bé này, con bé nó chịu đựng giỏi quá. Con gái lúc nào cũng chịu đựng giỏi. Con gái giỏi hơn con trai. Anh dở quá anh Vinh. Anh đau đớn quá. 3, 2, 1, vô. Đây là một câu đố chữ minh gì rành mạch rõ ràng. Trời ơi. Dễ ẹt, anh Vinh, anh quay qua đây nè, cứ thở bình thường. Thở bình thường. Bé mặt hơi xanh rồi anh. Ai cũng biết câu này, có một mình anh không biết thôi. Minh gì? Chơi vậy. Không thể thua. Anh đau rồi, anh đau đúng không? Anh đau. Tin chiên anh. Chuyện khác đi Vinh. Vinh ơi, nó đau rồi. Thôi cố lên anh. Không thể thua Vinh. Trời ơi. Không thể Vinh. Không, mình đang thắng mà cho anh thua đi. Đau quá. Trời, mình đang thắng mà cho anh thua đi. Đau quá. Ngân ơi, đau quá. Ngân ơi. Bé sắp thua rồi. Cố lên, bé sắp thua rồi anh. Nó không thua thì anh đi cầm bé. Thôi anh cố lên anh. Lên. Trả lời. Minh bạch. Chính xác. Trời ơi hay quá. Hồi nãy tôi có cho tầm nhìn sai. Tôi xin lỗi em nha. Lát nữa em đã rảnh em đại diện người thứ tư em chơi luôn giùm tôi. Vậy thôi anh ra luôn đi. Anh thua hai cái rồi, anh ra luôn đi. Chi chơi một cái nữa. Đúng rồi. Thứ hai lần là coi như thua rồi. Trời ơi, tướng bạm vỡ. Người tiếp theo bên đây sẽ là Thúy Ngân. Bên này hãy chọn ra một người đi ạ. À. Đấu tiếp luôn. Em mời anh Luật. Em mời anh Luật đấu với em. No, đây. Không sao con. Em mời anh Luật đấu với em. Tôi không đấu nữa, tôi bây giờ là chị Ngân đấu với em đi. Ok, chị sẽ đấu với em. Mình đấu với nhau nhé, chị sờ tay em lạnh không? Nhưng mà anh Luật ơi, anh không thấy tội nghiệp bé hả? Không, cô gái này thật sự là ác chủ bài bên đội tôi. Đúng. Cô này là đội trưởng đội tôi. Đúng vậy. Không biết rồi. Về lớp luôn. Nè, muốn mày quay cùng cho cô vô. Không có em phải tới đâu. Mọi người ơi. Vô Ngân. Đó, cố lên bé ơi. Cái gì chứa nhiều nước nhất mà không bao giờ bị ướt? Trời ơi, quá dễ, biết chưa? Cái gì? Tôi đứng tôi me hết. Dễ nha Ngân nha. Ngân ơi. Dễ nha Ngân. Giữ cái tay Ngân ơi như này á. Gái cây lại ơi. Quá dễ không biết hả? Thôi giữ Ngân lại thôi. Gái cây lại ơi, cố lên. Đau rồi đúng không? Ủa đau hả Ngân? Sao vậy? Hồi nãy cái nói gì sao? Chứa nhiều nước nhất nhưng không bao giờ em là phụ nữ. Em phải chịu gấp 9 lần anh. Không biết thì rút ra đi cưng. Em biết rồi. Em biết chưa? Em biết rồi. Ta chơi 3 vòng rồi, cố lên. Không được. Không được. Em làm được Ngân. Bỏ ra đi em, bỏ ra đi. Bệnh chết đó Ngân, bệnh chết Ngân. Yêu quá đi xuống khác. Ngân ơi Ngân, mạng em không thương em. Không chỉ được đâu, rút ra cho để mai mốt đi diễn chính quốc mà đi về kỳ nữa nha. Không phải không rút mà, giờ hết rút ra được. Buông tay ra Vinh, buông tay ra. Ác như vậy. Ngân ơi, cố lên em. Rút ra Ngân, rút ra Ngân. Ngân ơi, đừng Ngân. Trời lì luôn kìa. Lì luôn. Hay quá, đúng rồi.